Hello, xin chào anh em. Ngọc ở shop em hôm nay gửi đến anh em một series dòng quạt đến từ thương hiệu KDK, một trong những cái thương hiệu rất nổi tiếng anh em nhé. Hiện tại mình đang có hai form size, hai em này là dòng cánh 35, còn lại hai con này là cánh 40. Về kiểu dáng có hai loại, một dòng loại treo tường và một dòng loại quạt treo. Quạt treo đó là mím linh, bởi vì là đang rất nhiều gian mình chưa ra làm hoàn thiện cái sản phẩm này. Chúng mình lên dần muốn video tầm 4-5 con luôn cho anh em tiến được chuộng. Đầu tiên là em quạt, đây là gọi quạt đảo trần hay quạt trao đều được anh em nhé. Em này là cánh ôm 40, hình thức còn tương đối đẹp anh em nhé. Anh em về có thể tỉa tót thành cái cánh này, anh em bỏ đánh sạch sẽ sơn xịn lại. Cái dòng quạt trao đảo trần này thì tất cả đều sử dụng điện áp 220V và là sử dụng chạy bằng vòng bi nhé, rất dễ dàng cho anh em thay thế chữa. Thì riêng vòng bi bên mình cũng đã thay thế rồi, vì tất cả các dòng quạt đảo trần về thì em đều test vòng bi mới cho anh em chạy yên tâm. Thông số trực tiếp cho các bạn nha, cánh 40 điện áp 220-240V và công suất nó tầm 51,5W các bạn nhé. Ở đây thì anh em về sử dụng chế cái mã, đây đó một cái đầu mã rồi, còn anh em làm một cái ke dài anh em bắt vào đây và phần nhô này ra là các bạn, đây nó như này, như cái tay mình này, phần nhô ra bạn gọt cái này thấp xuống một chút, phần nhô ra là nó như là một cái gọi là cái đai để anh giữ đây, các bạn hình dung nhá. Các bạn bắt ở đây có hai cái ốc rồi tháo ốc ra bắt vào đây, còn cái đai dài đây bạn sẽ phát lỗ bắt vào tường. Bên này cũng tương tự như vậy thôi. Đấy, anh em nào mà không đi làm thì báo mình quay video cho anh em đơn giản thôi. Đấy, dòng này thì anh em treo trực tiếp lên trần nhà, cũng có một trần nhà luôn, nó dòng quạt đảo, cứ bật là nó quay một chế độ thôi. Còn anh em muốn điều chỉnh tốc độ thì anh mua cái bộ điều tốc của quạt phong lan pala ấy, anh em bé gần lắp vào anh em điều chỉnh tốc độ nhanh chậm các bạn nhá. Cánh canh nhôm anh em yên tâm sử dụng rồi, giá 1.200.000 bao ship cho anh em. Ra ngoài thì mình còn rất là nhiều, khoảng tầm 4-50 con nữa, mình sẽ lên video dần dần thôi. Thì hình thức đẹp thì giá cao, hình thức không đẹp thì giá mềm mại, con này thì sơn đi toàn tập luôn các bạn nhé, mọi chức năng nó hoàn hảo rồi. Ok, đến phần thứ hai là dòng quạt treo tường. Đây mấy em cũng là KDK, cánh là cánh nhôm 40 các bạn nhé. Ba em này đều sử dụng chạy trục bạc luôn. Cái này cũng là lớp sơn zin. Đấy, cũng là cánh nhôm. Cái đai thì về đa số nó mất rồi, anh em về anh em phải đổ chế, bởi vì là cái đai nhựa về nó giòn, anh em lắp vào nó vỡ nguy hiểm lắm, đang chạy nó bung ra thì còn anh em làm liền có chắc chắn hơn. Em này cũng là giá 1.200.000 bao ship cho các bạn. Tiếp theo là hai em cánh là cánh 35, giá cũng là 1.200.000 anh em nhé, cũng là cánh nhôm nhưng mà size nhỏ một chút, cũng là thương hiệu KDK. Hai em này thì thân vỏ đã được bên mình mông má sơn chỉ lại rồi. Đấy, tức là lồng liếc thì bên mình cũng đã gọi là tỉa tót qua tí sơn nhũ cho nó đẹp. Các bạn muốn đẹp hơn có vẻ có đánh để ráp và tỉa tót thêm, bởi vì là thời gian nếu mà hoàn thiện quạt mà kỹ như vậy thì bên mình cũng không có thời gian làm. Đấy, muốn đánh từng cái một này nó mất rất là thời gian, mình đánh tổng thể và mình sơn chỉ lên thôi, nó tương đối thôi. Đấy, nó vẫn hơi bị sần sùi một chút, ấy là chia sẻ thật cho các bạn luôn, sợ các bạn nhận hàng bảo sao xấu thế, vì thực ra cái quạt này nó quan trọng cái cánh và cái cổ thôi. Còn mọi cái hình thức bên ngoài anh em có thể mông má sờ tút thêm cho nó đẹp hơn thì do cái nhu cầu sử dụng, anh em vẽ sơn màu xanh, màu trắng, màu đen, màu vàng tùy nha. Ok anh em nhé, tất cả các dòng này thì đều là 1.200.000 bao ship cho các bạn luôn. Anh em cần alo cho mình qua số điện thoại 0979665264. Tất cả những em này thì bên mình cũng đã căn chỉnh test hoàn hảo rồi, tung năng chạy ok các bạn nhé, anh em không phải lo lắng, cứ về sử dụng luôn. Mình treo thử một con luôn cho anh em để anh em sử dụng. Cái dòng này thì anh em để phòng khách, khi anh em ngồi khoảng tầm từ 4-5m anh em vẫn có gió mát nhé. Đây là con cánh 35 KDK đây, số 1 thì chạy rất là êm ái anh em nhé. Số 1 thì các bạn để phòng ngủ vẫn tạm được ok. Còn nếu ngon nữa thì anh em sử dụng cánh 30 và nhìn số 1 này chạy rất là chậm bình thường thôi. Đấy, còn nếu anh em muốn sử dụng phòng khách thì anh em nên sử dụng những dòng cánh to hơn như cánh 40. Còn cánh 35 này thì anh em phòng ngủ phòng khách đều dùng được. Đấy, thì anh em lựa chọn các bạn nhé, giá đều giống nhau thôi. Vì cổ thằng 35 ấy, cổ 40 thì hoàn toàn giống nhau các bạn nhé. Nó chỉ khác nhau ở cái phần lồng cánh thôi, anh em phải thay thế lắp cho nhau cũng được. Đây là số 1 và số 3 luôn cho nha.
chạy rất là tin nhé. À, tất cả cái dòng này thì ba em quạt theo thường này là sử dụng trục bạc nên là chạy cực kỳ bền bỉ và êm. Ok nhé, anh em mà cần thì cứ trực tiếp và alo cho mình qua số tải 0979 665 264. Ok, xin chào anh em ở những video sau.